mong tể tướng bất giận. Thần chợt nghĩ ra một vị cao nhân có thể giúp thánh tượng khỏi bệnh. Vị cao nhân đó. Dạ bẩm, thần nhớ lúc thần còn nhỏ. Nhỏ cái gì mà nhỏ, vô vấn đề đi. Thì ta nói đây, lúc thần còn nhỏ. Nhỏ nữa là phù mỏ à. Ý ta nói là lúc ta còn nhỏ, ta có chơi chung với Quan Ngữ Y đây. Dạ xin các ngài bớt giận. Ngay từ ngày còn nhỏ thì chúng thần đã kết nghĩa huynh muội. Hả? Dạ huynh đệ. Ta không có hỏi chuyện kết nghĩa huynh đệ của các ngươi. Ta hỏi vị cao nhân là ai? Dạ. Dạ thần nhớ là không biết lúc này nói ra có tiện không nhỉ? Tiện. Không biết là có đúng lúc không nhỉ? Đúng. Không biết có bị hàm hồ không nhỉ? Nói thì nói đại đi, hàm hồ cái gì mà hàm hồ? Không biết có tục tằn không nhỉ? Trời ơi. Ông muốn gì? Bây giờ ông muốn gì? À không không không. Ý thần nói là ngay lúc thần còn nhỏ. Dạ thần còn nhỏ từ cái ngày mà quan tổng quản à, quan tổng quản tự ý tiến cung. Dạ lúc đó là hai thần đã có quen với một người chữa bệnh rất là giỏi. Dạ đúng vậy, từ ngày đó là vị cao nhân mà ta muốn nói đến. Nhưng sao? Nhưng từ ngày vào một đêm trăng thanh gió mát trên đỉnh núi cao, thần đã ngồi dệt tầm gai. Ta chết một phát bây giờ. Dạ.
mà bệnh nhân mà đã bị mà sỉ giả rồi á, tức giận nó dùng lên thì từ đó hết bệnh. Dạ vậy. Nghe lệnh của ta đây. Cho mời Lan Y nó vào đây để chữa trị cho đất vua.